Chào mọi người nha. Thì lâu lắm rồi thì mình mới đăng một video lên kênh Đắk Lắk NNT. Thì mình đang hoạt động cái kênh về đi rừng đó mọi người, cho nên mình không có làm cái video nào bên cái kênh Đắk Lắk NNT hết. Thì cái kênh đó bỏ không thì cũng phí, cho nên mình quyết định là mình đã rảnh nhá, mình đi bắt ong thì mình sẽ đăng lên, với lại mình sẽ làm về tiếng gà mái rừng nha mọi người. Tiếng gà mái rừng cho anh em nào đi bẫy thì có thể lấy. Với lại bữa nay thì mình cũng không có chơi sóc nữa mọi người. Bây giờ mình cũng không đi bẫy sóc luôn, cũng không có sóc để bán. Có rất là nhiều anh với lại mấy đứa em mọi người hỏi, nhưng mà thật sự là mình không có. Mọi người thông cảm cho mình nha. Hôm nay thì mình có phát hiện ra ở vườn điều nhà mình có một tổ ong. Và thấy chỗ đen đen không? Giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ xuống để bắt nha. Gà rừng nó gáy rồi. Đây thì mình có mua mú đây để năm nay mình đi bắt ong. Năm trước thì mình không cần mú mọi người, năm nay phải cần cái mú. Giờ mình sẽ lấy đây tạo một ít khói nha. Và ong đây rất là to luôn, ong ruồi nha mọi người. Ong ruồi đây là mật, nó là ngon nhất trong tất cả các loại ong luôn. Và nó bắt đầu bu vào cắn mình nha mọi người. Nhưng mà cái mú đây là cái mú bắt ong khoái nha mọi người, rất là chắc chắn luôn. Nhưng mà mình vẫn sẽ tạo một ít khói nha mọi người cho nó đỡ bu. Cái tổ ong đây mọi người, bây giờ mình bắt là đúng theo cái lúc thu hoạch luôn. Đây mọi người nhìn thấy sáp nào, sáp đây nè, con nó đã nở đi hết rồi này. Đây, nở hết rồi, còn rất là ít những cái con như thế này này. Mú này nóng thật đấy chứ. Mà thấy ổ ong mật kêu. Cái tổ đây là đúng thời điểm mình thu hoạch luôn này. Cái mật là nó đóng bít hết mấy cái lỗ luôn. Mật là đậy nắp luôn nha mọi người. Mình sẽ cắt bỏ cái phần cái sáp không đi. Cái tổ đây chừng nửa tháng nữa thôi mình không bắt là nó sẽ ăn hết cái phần mật đây luôn mọi người. Là nó bỏ cái tổ đây luôn này.
lấy mật á, mà mình để lẫn với cái phần phấn này mọi người thì mật nó sẽ nhanh hư hơn. Lại khi mình để lâu á là nó sẽ lên cái váng màu vàng. Còn nếu mình không để dính cái phấn á thì mật sẽ để lâu hơn và nó không bị dính cái váng màu vàng. Rồi, cục mật này chắc được hơn xỉ mọi người. Mật đây là mật ngon nhất trong tất cả các loại mật, nhưng mà mỗi lần lấy á, nhược điểm của nó được rất ít mọi người. Cái tổ to nhất á, cùng lắm thì chắc nửa lít mọi người. Năm trước thì mình có bắt được đâu một tổ khoảng nửa lít, còn tần tật là đều khoảng 1-2 xỉ, hoặc là cỡ như thế này là vừa thôi mọi người, không to lắm. Giờ mình sẽ đi vòng vòng vườn điều nhà mình nó coi có không mọi người. Có thì mình sẽ lại tiếp tục bắt và quay cho mọi người xem. Mọi người nghe tiếng gì không? Ở trong cái bụi đây này, hình như có một tổ ong, nhưng mà là ong ruồi làm dưới đất rồi mọi người. Nghe tiếng ong bu đây rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ dùng dao á, phá một đường lên xem thử nha. Mọi người thấy nó ra vô không? Cái tổ đây hình như năm trước mọi người có người bắt rồi hay sao. Mình thấy họ lấy cái đấy không nè, miếng ngói họ tủ lại á. Năm nay thì chưa ai bắt hết, không biết là có mật không, không biết là cái này là nó mới về lại hay là của năm trước nữa. Nó ở từ năm trước không biết. Này cho mình lấy cái miếng cũ ra luôn. Chưa thấy mật gì hết. Coi có sáp không? Ồ, có tội mới về sao mọi người. Có sáp nhưng mà như là nó mới về sao. Chưa có mật hay sao. Có mà kiểu ít nha. Để mình lấy dao á. Đấy rồi. Mình thấy cũng có mật á. À, như ít thôi. Để xuống mình lấy con dao nhỏ cho dễ ấy, dễ làm. Cũng có mặt đấy mọi người. Ồ, mật cũng nhiều chứ đâu ít đâu. Nè. Nhiều chứ. Nãy giờ mình chưa lấy được miếng thứ hai. Rồi. Miếng thứ hai mọi người. Thì cái bài, rồi.
Ui, bị đứt mất ở đây rồi. Mình đã cầm hết ra ngoài đây rồi mọi người. Cái tổ đây mới đầu mình thấy mình tưởng nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là lớn. Được đâu khoảng 1 2 3 4 5 6 7 gần 10 miếng mật đấy mọi người. Tuy là mật nó không được nhiều lắm nhưng mà cũng khá là ngon. Đây. Và miếng mật không? Rất là ngon luôn này. Phấn này. Mới đầu mình tưởng nhỏ cơ. Cái này mà bắt trúng thời điểm thì nó sẽ nhiều mật hơn nữa nhưng mà như vậy là cũng được rồi mọi người. À, mọi người thấy được mật không? Nó nắp này. Rồi, giờ mình sẽ cắt hết đó. Mình bỏ vào cái hú này nha mọi người. Đấy, bỏ vào cái hú này. Sau một hồi cắt đó, thì mình được một hú này mọi người. Một hú như thế này thôi. Một hú mật như thế này. Với lại, đây là cái phần phấn không nha mọi người. Đây mọi người thấy này. Toàn là phấn không ạ? À? Phấn rất là dày mà nặng luôn. Cái đây mình có thể mang về ngâm rượu. Hoặc là mình sẽ lấy mang về mình lấy phấn đây mình trộn với lại nghệ mọi người mình ăn á, chữa bệnh bao tử rất tốt luôn. Còn đây là cái phần nhộng này, nãy giờ mình đã ngồi mình ăn một mớ phần nhộng mà. Cái phần nhộng đây mọi người ăn, nếu mà mọi người ai mà ăn được nha, ai không ăn được thì sẽ bị dị ứng, còn nếu mà ai mà ăn được á thì cái nhộng đây này thì cái chất nhộng này mọi người rất là tốt luôn. Đây, như miếng đây này rất là tốt, cái sẽ tăng cái sức đề kháng của mình lên đó mọi người, rất là tốt luôn. Nhưng mà ai ăn được thì mới ăn nha, còn không là sẽ bị dị ứng. Những con nhộng con này rất là bổ luôn. Mình ngồi mình ăn một đống luôn rồi. Rất là ngon luôn. Rồi, mình sẽ dừng cái video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và tặng mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.